Sì, grazie. Thế ra nó phải lũ nhưng mà nó không lũ. Mùa này nước đang lũ. Mùa này vẫn có suối mà vẫn có thời gian để mọc rêu lên. Nước trong veo luôn, rất sạch sẽ luôn. Đây rêu đây. Nè phải mù mù cái nào này. Cái này đang lại có. Đây là gì vậy? Hả? Đây là gì? Mà cứ nhầm rơi lắm hắn. Ồ, thử để lại cái này. Gọi là hai. Đấy là vườn cách. Ba nắm rồi. Mà cầm nước theo à? Trong veo.
nước trong veo. Đoạn này đi nhiều ra đấy. Đây, xem này, bay luôn. Còn nhiều ngon thôi. À. Nhiều đấy. Được một bao tải rồi. Nhiều phết đấy. Vẫn còn nhiều nhưng mà thôi, đủ ăn được. Dọc 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 lên, suối còn dài lắm. Đi cả ngày không hết suối rồi. Cả đầu cái này đầu nguồn là không có ai thả trâu thả bò, mấy cả không có người ở nhiều. Chỉ có ruộng dọc. Dọc cái bờ trên này thôi. Thì nước nó rất là sạch, không bẩn. Thì ăn riêu này nó mới ngon được. Chứ có bản làng ở trên ấy thì ăn nó cảm giác nó không ngon. Thì người ta sẽ không ăn đâu. Phải sạch sẽ mới dám ăn chứ. Thả trâu thả bò cũng không dám ăn. Rượu sạch. Nhìn thế này thôi mà cát đầy luôn ấy. Thì nhà phải giá ra, sạch sẽ ra mới ăn được. Thế ăn lắm ăn ham nè, bây giờ bà coi thịt bình kinh có đây. Nhi ao lắm tụi lao nửa. Sao con đi? Không chẳng chủng. Làm thùng mì cay. Sao anh đi lấy không chẳng sao thì nè. Sao anh đi tạm. Sao phun giả mình hùng là chỉ kếp phạc thê phạc thròm như vậy kì nào. Nhà sao phun giả. Phun có phun hùng.
tôi vừa gặp về rồi. Chế biến món gì không? Đây, cho xá này. Đấy, giờ thái sẵn rồi. Xá này. Xong mà đây, rau húng này. Mà khén này. Khén mấy cả ớt. Một quả ớt thôi. Này, cho cho con này nữa. Mì môi này húng húng dúi. Thơm lắm. Cho muối mì chính vào. Xong rồi bóp lên, xong rồi tí nữa cho muối lên. Hầm mơ mơ lên, cải chảo một tí xong. Xào lên. Xong mười bóp. Con đầu cũng cái lỗi đây lỗi.